Tuấn Anh không biết là mẹ gửi đồ gì cho mình, nhưng vì tò mò nên cũng đi nhanh xuống chỗ xe luôn sau đó. Khi lấy được hộp đồ của mẹ gửi lên, đọc được cả tờ giấy mẹ ghi trong đó, thì Tuấn Anh cười lắc đầu. Anh lẩm bẩm, mẹ anh đúng là người phụ nữ đặc biệt. Bước chân Tuấn Anh vội vã lên lại phòng, lẽ ra hành động phải nhẹ nhàng khi đóng cửa lại. Nhưng anh cố tình phát ra tiếng ồn, khiến người trên giường đang lim dim cũng phải tỉnh giấc. Nhi mở mắt thấy Tuấn Anh đang xách túi đồ trên tay thì ngạc nhiên hỏi, giờ này anh không ngủ mà còn làm gì thế? Xin lỗi đã khiến em thức giấc, tại vì anh không ngủ được nên đi mua ít đồ về uống tiếp. Cả ngày chưa ngủ mà anh không buồn ngủ sao? Em cứ ngủ trước đi, mặc kệ anh. Nhi định mặc kệ Tuấn Anh rồi, nhưng ngẫm nghĩ thế nào cô lại ngóc đầu dậy hỏi, anh có chuyện gì sao? Không sao, em cứ ngủ đi. Có chuyện gì thì nói đi, lắm chuyện. Ừ, công ty có chút chuyện, nhưng anh sẽ mau chóng xử lý ngay. Nghe tới việc của công ty thì Nhi ngồi hẳn dậy. Có lẽ là việc rất quan trọng mới khiến cho Tuấn Anh khó ngủ mà phải mua đồ về nhậu giữa đêm hôm thế này. Cũng không biết bản thân không giúp được gì cho anh, nhưng mấy lời động viên thì cô làm được. Có vấn đề gì thì cũng nên giữ sức khỏe trước đã. Anh cần suy nghĩ nên chỉ uống thêm một ít thôi, em cứ ngủ trước đi. Em giúp gì được anh cứ nói nhé. Có thật là em muốn giúp anh không? Em biết là mình không giỏi giang bằng ai, nhưng nếu giúp được thì em rất sẵn lòng. Không cần em phải làm gì to tát, chỉ cần em làm bạn tâm sự bây giờ được không? Đúng là Tuấn Anh có chuyện quan trọng nên giọng anh mới chậm hẳn như vậy. Không nghĩ nhiều, Nhi liền rời giường ngồi xuống bên cạnh anh dịu giọng nói, anh uống thêm ít nữa thôi, chứ hồi tối em thấy anh uống cũng nhiều lắm rồi đấy. Yên tâm đi, tiểu lượng của anh khá tốt. Tốt cũng không nên chủ quan, em lúc đấy uống có mấy chén mà cũng thấy ong ong đầu đây này. Em con gái thì tính làm gì chứ. Vừa mới nói được mấy câu, Tuấn Anh đã tu hết một lon bia, thì Nhi vội cầm lon thứ hai giơ lên nhắc nhở, uống từ từ thôi, nhiều mồi nhắm thế này mà bỏ phí thì tiếc lắm. Để em ăn cùng với. Em ăn cũng không hết được. Nào, để anh lon tiếp đây. Vậy để em rót ra cốc. Tuấn Anh cười cười định cầm cốc lên uống cạn, thì Nhi lại nhắc, uống ít một thôi, chứ tu định tu cả cốc có mà nhanh say chết à? Không say đâu, anh tự biết tiểu lượng của mình mà. Rót thêm cho anh đi. Em uống cùng với anh. Không được, hồi tối em uống cũng kha khá rồi. Em uống với anh cho có bạn chứ. Không ngăn được Tuấn Anh nên Nhi đành uống cùng để giúp cho anh bớt say, và cũng vì muốn giúp tâm trạng của anh bớt lo âu. Lúc đầu chỉ tính uống thêm chút ít với anh cho vui, nhưng không nghĩ bia hôm nay lại uống vào thế. Chẳng mấy chốc mà hai người uống hết chỗ bia trong tủ lạnh của khách sạn. Đang dở miệng và cũng tại câu chuyện tâm sự đang vào nên cả hai cũng đồng ý lấy thêm chai rượu vang trên kệ tủ xuống. Cả buổi rượu bia lẫn lộn, hai người cứ vừa nói vừa uống mà say lúc nào cũng chẳng hay. Và rồi lại một lần nữa, cảnh tượng của hơn 4 năm về trước tái hiện trong sự mơ hồ. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi không biết bao nhiêu lâu mới được Tuấn Anh vươn tay ra lấy. Nhưng thay vì ấn nút tắt, anh lại ấn nhầm vào nút nghe. Thế là đầu dây bên kia vang lên giọng điệu trêu chọc, sếp ơi, sếp định ôm người đẹp ngủ quên ăn trưa đấy à? Cậu làm nhảm cái gì thế? Im đi cho tôi ngủ. Tuấn Anh nói rồi tắt máy, vứt ra một góc. Nhưng ngay sau đấy, đầu óc cũng bắt đầu vận hành lại, ngờ ngợ ra lời nói ám thị của Thiên Sơn, liền mở hẳn mắt. Ngồi dậy nhìn quanh thì phát hiện mình và Nhi đang ở trên giường, còn dưới thảm là vỏ mấy lon bia cùng chai rượu vang nằm lăn lóc. Đồ ăn cũng được quẳng sang một bên. Tuấn Anh bắp chán, day day thái dương thì cảnh tượng đêm qua lần lượt gọi về. Lúc hết chai rượu, thấy Nhi định nằm luôn ra thảm ngủ, nhưng khi đó anh còn chút tỉnh táo nên cố gắng bế cô lên giường. Chỉ là khi đặt được cô nằm xuống thì đột nhiên Nhi lại nhíu lấy cổ của anh giữ lại không cho đi. Sẵn trong người đang ngấm rượu, lại cộng thêm biểu cảm mè nheo của Nhi khiến Tuấn Anh chẳng thể kiềm lòng, liền hôm đáp lại. Giữa hai người khi đó, rượu 7 phần, còn 3 phần là chủ động nên khó mà trách ai được.
Chỉ là khi mọi chuyện qua rồi, anh vẫn thấy có chút áy náy với cô. Tuấn Anh ngồi ngây ngốc, cố suy nghĩ xem lát nữa sẽ nói gì khi Nhi tỉnh dậy. Thì đúng lúc cô trở mình thức giấc, hai ánh mắt chạm nhau, lại nhìn thấy Tuấn Anh nửa trần, khiến Nhi ý thức được tầm quan trọng. Vội vàng nhấc chăn kiểm tra thì cô giật mình. Vậy là sự việc hơn 4 năm về trước đã được lặp lại. Nhưng lần này chẳng ai hại cô, mà tự đưa cô tự đưa mình đến với người ta. Nhi ngồi ngẩn người tự trách bản thân không biết lượng sức. Uống cho đã, rồi còn mè nheo với Tuấn Anh. Đã vậy lại còn ôm anh chặt cứng nữa chứ. Nói đi nói lại thì phần lớn sai lầm lần này là do cô mà ra. Càng nghĩ, Nhi lại càng thấy giận bản thân. Cô bực bội lấy tay tự đánh vào đầu, như thể đang trách cứ mình đã làm điều không nên. Thì Tuấn Anh vội vàng cản lại. Anh lên tiếng: Nhi, đừng làm vậy. Là lỗi tại anh. Lẽ ra anh không nên rủ em thức cùng, không nên để em uống nhiều. Anh xin lỗi. Không phải tại anh, bỏ qua đi. Lần thứ hai rồi mà không có cô gái nào giống như Nhi cả. Coi chuyện này như không, khiến người có trách nhiệm như anh cảm thấy áy náy lắm. Em coi chuyện này bình thường thế sao? Không coi, thì em bắt vạ anh chắc. Ừ, bắt vạ cũng được mà. Em không thuộc kiểu người đó. Nhưng anh đang mong được em bắt vạ đây. Anh Hâm à, có thôi đi không? Nhi. Tự nhiên lại gọi giật giọng, rồi tiếp theo là thái độ rất nghiêm túc, khiến cho Nhi cũng phải dè dặt hỏi chậm lại. Anh muốn nói gì nữa? Anh hỏi, em phải trả lời thật lòng đấy nhé. Ừ. Anh có đẹp trai không? Gì cơ? Câu chuyện đang rất trầm, tưởng Tuấn Anh sẽ nói vấn đề liên quan tới việc hai người ngủ chung sẽ thế nào. Nhưng khi anh nghe câu hỏi không liên quan, khiến cô đang tâm trạng cũng phải xém vì cười. Em đừng có nhìn anh kiểu đó, anh đang hỏi rất thật đấy. Ờ, thì có. Có giàu không? Có. Có chu đáo, hiểu chuyện và chăm chỉ không? Có. Có yêu gia đình không? Có. Nhưng sao? Cái gì cũng có. Vậy sao em không chấp nhận anh? Vốn là người không vòng vo, thế mà bây giờ Tuấn Anh lại đi đường vòng thế này đây. Cơ mà trước mong muốn của anh thì Nhi lại không thể đáp ứng được. Bởi chuyện tình cảm quá khứ đã là vết cắt quá lớn, khiến cô chẳng còn dũng cảm để tiến tới. Nhi thở dài, thật lòng muốn nói lời từ chối thẳng thừng, nhưng sau vì thấy anh đang đau đầu về chuyện của công ty nên cô vờ xua đi. Anh cái gì cũng tốt quá nên em không dám với tới. Anh chỉ là con người bình thường, anh cũng như em, cũng biết yêu biết hận. Hãy thử chấp nhận anh có được không? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh mau tập trung xử lý chuyện công ty trước đi. Em không đưa ra lời hứa, anh mặc kệ chuyện công ty đấy. Càng ngày càng không hiểu nổi. Thật sự giờ này Nhi không dám tin đây có phải là Tuấn Anh vốn kiệm lời, có tiếng nghiêm túc hay không nữa. Thay đổi quá nhiều, ngay cả việc vô lý thế này anh cũng có thể nói ra được. Nhi tính mặc kệ, nhưng Tuấn Anh cứ coi như không mà đáp trả cô một cách thản nhiên hơn. Anh bỏ mặc thật đấy. Tài sản nhà anh lại đưa ra làm điều kiện với em à? Vô lý vừa thôi. Anh không vô lý. Tài sản đó để lại cho cu Tôm. Nhưng thế mẹ nó vô tâm với bố nó thế này, thì không biết bố nó còn tâm trạng mà làm ăn không nữa. Ở ngoài rõ là đạo mạo, nghiêm túc, thế mà cứ mỗi lần đứng trước Nhi là anh lại như một người khác. Chẳng cần liêm sỉ, vẻ bề ngoài cũng không. Năm lần bảy lượt vì cô mà hạ mình, không cần mặt mũi, cũng chẳng cần đền đáp. Thật tâm tình nguyện thế này thì con người sắt đá cỡ nào cũng sao đành ngó lơ chứ. Có ai nói anh vừa trẻ con lại vừa vô lý chưa? Chỉ duy nhất em. Đúng là không có ai giống Nhi, mà cũng chẳng có Tuấn Anh thứ hai. Câu chuyện của hai người đặc biệt, đúng kiểu nhân duyên khó tránh. Nhi tạm thời gác lại câu trả lời của mình qua một bên mà động viên Tuấn Anh. Được rồi, nếu là tài sản cho Tôm ấy, thì bố nó cố gắng làm ăn chăm chỉ đi. Vậy mẹ của Tôm thường xuyên vực lại tinh thần cho bố nó đi nhá. Cứ tập trung xử lý xong chuyện trước mắt đã rồi nói. Thực ra thì công ty chả có vấn đề gì cả, là Tuấn Anh cố ý lấy lý do vậy thôi. Nhưng xem ra vẫn là nên lợi dụng cơ hội này để khiến Nhi quan tâm mình hơn. Anh làm tốt, em phải có trách nhiệm với anh đấy. Anh được lợi
mà còn đòi hỏi người khác phải chịu trách nhiệm sao? Kiểu người ở đâu thế? Này, em tính lại đi. Lần đầu tiên của anh bị em bóc tem đấy, rồi lần thứ hai cũng là em. Vậy ai mới được lợi chứ? Đúng là cái đồ vô sỉ. Nhi bực mình lẩm bẩm rồi ném mạnh chiếc gối về phía Tuấn Anh. Nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh được và còn nhăn nhở nói tiếp. Muốn anh thể hiện sự vô sỉ không hả? Này, hai lần rồi đấy, đây cũng không ngại nữa đâu nhá. À, em cũng mạnh miệng quá nhỉ. Gái một con rồi xấu hổ cho ai xem. Được, thái độ tốt, anh rất thích. Lời nói thường đi đôi với hành động. Và lần này Tuấn Anh mạnh dạn chồm tới, hôn như gió vào môi của Nhi, khiến cô á khẩu. Đã vậy, anh còn trơ mặt ra cười cười tự mãn. Môi em ngọt thật đấy. Anh đúng là cái đồ điên mà. Em xem có thằng nào điên mà đẹp trai, rồi còn biết kiếm tiền giỏi như anh không. Đã vậy là còn nhân giống ra cực phẩm nữa chứ. Cái đồ khùng này. Khùng mà gái xếp hàng dài đăng ký đấy. Vậy anh biến ra đó mà duyệt gái đi, còn ở đây làm nhảm như kẻ dở hơi làm gì. Anh bận làm nhảm ở đây là do phải lòng của mẹ Tôm đấy, nên em đừng có thắc mắc. Thật sự là cạn lời luôn rồi. Nhi chán chả buồn nói, liền quấn chăn kín người đi vào phòng tắm trước. Nhi thấy mặt đỏ bừng chạy trốn mình, thì Tuấn Anh cũng không trêu chọc nữa mà nằm dài ra đường gọi điện lại cho Sơn. Cậu đang ở đâu rồi? Bọn em đang đi chơi, đợi hai người ôm nhau chán rồi đi ăn trưa thôi. Cái miệng cậu lia láo vừa thôi. Thế sếp không ôm thì làm gì con nhà người ta rồi? Ngủ thôi chứ không ôm. Tiếng cười sảng khoái của Thiên Sơn vọng lại, đủ biết cậu ta muốn cho cả thế giới biết chuyện của hai người. Nhưng giờ này có được Nhi lần hai rồi mà thái độ của cô không quá lạnh nhạt, thì Tuấn Anh chẳng quan tâm ngoài kia ai nghĩ gì, làm gì, nên giọng điệu cũng thoải mái hơn. Cười ít thôi, chuẩn bị ra nhà hàng đi. Công nhận, sếp cũng nhanh chân thật đấy. Thì nhờ vào công của cậu và mẹ tôi cả đấy còn gì, không làm mọi người thất vọng chứ. Này, sếp đừng có mà cố ý xuyên tạc đấy nhá. Cô Dung chỉ là muốn đẩy thuyền cho hai người gần nhau, hiểu nhau thôi, chứ không có bảo sếp ăn sạch con nhà người ta thế đâu. Ở thì tại hoàn cảnh nên phải đẩy nhanh tiến độ. Không nghĩ là sếp vô sỉ thật đấy. Nhân tiện cơ hội thì thôi rồi. Cậu cứ nói thừa. Thôi nhá, Nhi sắp tắm xong rồi, tôi tắt máy đây. Cả hai tắm xong thì xuống lễ tân trả phòng, sau đó di chuyển ra nhà hàng ăn với anh em Thanh Tuyển một bữa cơm, rồi mấy anh em chia tay. Thiên Sơn đi xe riêng nên về sau, còn Nhi với Tuấn Anh về trước. Mới có một tối không được ôm con trai ngủ mà cả hai đã nhớ thằng bé rất nhiều. Mà Tôm cũng vậy, vừa thấy bố mẹ về tới sân đã chạy ảo ra đón. Nó hôn Nhi rối rít rồi lại bắt Tuấn Anh bế lên cưng nựng. Bảo An đứng cạnh nhìn cảnh một nhà ba người của anh chị vui vẻ thế này, cô liền nghĩ ra một cách, nhất định phải thúc đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để cho bà cô hạ châm kia không có cớ xen vào. Bảo An không phải con ruột của Thủy Dung, nhưng tính cách ấm áp, có phần hài hước láo cá lại giống Dung, đặc biệt là sự khôn khéo dí dỏm nữa. Nói là làm, ngay ngày hôm sau Bảo An bàn với Nghĩa lấy lý do ôn đội tuyển nên rủ Nghĩa tới nhà mình ở một thời gian. Thủy Dung cùng phe với con gái nên đồng ý với ý kiến này ngay và bố trí cho Nghĩa ngủ phòng riêng của Tuấn Anh. Bị hai đứa em tính kế chiếm dụng phòng mình đang ở, nhưng mà Tuấn Anh lại rất vui bởi vì anh có lý do sang ngủ cùng hai mẹ con Nhi mà không bị nghi ngờ gì. Nhi thì không hề biết có vụ tính kế của hai đứa em, mà chỉ nghĩ là do hai đứa đang cần tiết kiệm thời gian ôn học đội tuyển. Và lý do thứ hai là con trai muốn bố mẹ ngủ chung thôi, nên cô cứ vô tư không nghĩ gì, mà còn thương Bảo An và Nghĩa vất vả học hành. Vốn sẵn tính hay lo cho người khác, lại thương các em, nên hầu như đêm nào Nhi cũng lọ mọ nấu nướng mấy món để tẩm bổ cho hai đứa. Đương nhiên là hai kẻ mưu đồ kia có ăn thì tội gì không nhận. Chỉ có Tuấn Anh là sót cho mẹ của con trai mình, nên tối hôm sau nữa thấy Nhi chuẩn bị xuống bếp nấu tiếp thì anh vội ngăn lại. Em không cần đi đâu, nãy anh có dịp dặn chị giúp việc nấu giúp em rồi. Hai chị ấy làm việc cả ngày cũng nên để cho người ta ngủ sớm chứ, anh lại nhờ vả làm gì. Anh trả thêm tiền công cho chắc chị ấy, từ nay em không cần vất vả nữa. Anh lại đem tiền ra nói chuyện với người ta rồi. Thì người ta đi làm cũng vì tiền mà. Thôi không nói nữa, lên giờ ngủ đi. Tuấn Anh đã nói tới vậy thì Nhi cũng không tranh luận thêm,
Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường nằm cạnh con trai. Cô không thường mất ngủ, nhưng không hiểu sao đêm nay cô có cảm giác khó ngủ hơn mọi ngày. Nằm cả tiếng rồi mà không sao vào giấc, cả người thấy bứt rứt kiểu gì ấy. Sợ trở mình nhiều lần làm phiền Tuấn Anh nên cô cố động viên bản thân. Nhưng cái giống khó ngủ thì hay lăn lộn, nằm yên không nổi, nên Nhi quyết định rời giường. Thì Tuấn Anh cũng ngóc đầu hỏi nhỏ: "Em sao thế?" "À không sao, anh cứ ngủ đi." "Không ngủ được à?" Nghĩ cũng không cần giấu giếm chuyện này nên Nhi nói ra vấn đề của mình luôn: "Mọi lần đặt mình là ngủ, không hiểu sao đêm nay em khó ngủ thế không biết." "Anh cũng chưa ngủ được." "Vậy ra ban công hóng gió không?" "Ừ." Hai người lớn nhẹ nhàng rời giường rồi lại nhẹ nhàng tay mở cửa đi ra ngoài ban công đứng. Tiết trời là mùa hè nhưng vào giữa đêm sương xuống nhiều cũng có hơi lạnh. Đứng nói chuyện một lúc lâu, thấy Nhi xoa xoa hai cánh tay mình thì Tuấn Anh quan tâm nhắc nhở: "Lạnh thì vào ngủ thôi." "Đợi buồn ngủ hẳn em mới vào." "Sao nay lạ thế?" "Em không biết, chỉ thấy người cứ bứt rứt kiểu gì." Bản thân Tuấn Anh cũng giống Nhi lúc này, nên khi nghe cô nói như vậy, anh liền mạnh dạn xoay người cô đối diện với mình. Ánh mắt anh nhìn thẳng mắt cô rồi nói lời trong lòng: "Có muốn anh chữa tình trạng ấy không?" "Gì cơ?" "Anh cũng giống em." Không đợi Nhi nghe hết câu trả lời, Tuấn Anh đã cúi xuống hôn lên môi của cô. Nụ hôn chỉ chừng 5 giây nhưng đủ để Nhi hiểu được ý anh muốn nói gì. Cô mặt đỏ không dám đối diện với Tuấn Anh nên trốn tránh, tính lách người đi vào trong nhà thì bị anh giữ lại. "Em muốn tiếp tục không?" "Không." "Vẫn còn ngại sao?" Tuấn Anh sau câu hỏi này không vội vã, không ép buộc mà rất bình tĩnh đợi câu trả lời của cô gái mình thích. Ánh mắt của anh đặt sâu vào đôi mắt của Nhi, khiến cho cô như bị thôi miên, đứng im không nói nên lời. Nhưng cái nhìn đáp trả lại có phần dịu đi, thì Tuấn Anh lần nữa mạnh dạn áp môi mình lên môi của cô. Hành động được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, khiến cho Nhi cũng bị cuốn theo mà không cần để ý ranh giới gì nữa. Càng cuốn theo nụ hôn với Tuấn Anh thì cảm giác bứt rứt ấy lại vơi đi thấy rõ. Hóa ra cô khó ngủ là vì muốn gần gũi với anh ư? Nếu vậy có phải bản thân đã động tâm vì người con trai này rồi không? Tuấn Anh vẫn đang say sưa chìm vào cảm giác ngọt ngào thì giữa chừng Nhi đột ngột dừng lại. Có chút bất ngờ nhưng anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô lúc này nên không vội mà từ tốn nói: "Không cần xấu hổ, đó là nhu cầu bình thường mà." "Vào ngủ thôi." "Nhi, cũng đã hai lần rồi, cơ thể chúng ta hợp nhau thì đừng trốn tránh nữa." Lời vừa dứt, Tuấn Anh lại cúi xuống hôn lên môi của Nhi. Và lần này anh mạnh bạo hơn, không quá vội vã, khiến cho Nhi khó có thể từ chối. Qua một lúc không thấy cô phản ứng thì Tuấn Anh lại ngày càng mạnh dạn hơn: "Chuyện xảy ra đêm qua đều là tự nguyện, nhưng chỉ có Tuấn Anh là vui mừng hiện ra mặt, còn Nhi vẫn giữ thái độ bình thường. Tuấn Anh hiểu vì sao cô chưa sẵn sàng chấp nhận anh. Anh rất hiểu điều đó, thế nên anh nguyện chờ cô bao lâu cũng được. Nhưng Tuấn Anh cũng lắm chiêu lắm. Nhi càng trốn tránh sau lần vừa rồi thì anh càng khiến cô xoay sở không kịp. Đã thế bên cạnh Tuấn Anh lại có mọi người hỗ trợ, nên cô có muốn trốn tránh cũng không thoát khỏi vòng tay của anh. Bé Tôm được cả nhà luân phiên chăm sóc, tối đi ngủ cũng thay phiên nhau chiếm giữ, nên không tới lượt Nhi được ôm con đi ngủ nữa. Đang trong thời kỳ tán tỉnh kiếm vợ nên Tuấn Anh rất khoái chí với phương án này của cả nhà. Chỉ có Nhi là mặt buồn thiu, không có con trai nằm bên cạnh. Cô đành lấy cái gối chắn ở giữa, nhưng có đạt đến thì nửa đêm cũng bị ném xuống đất. Và y như rằng Tuấn Anh lại chiếm chỗ và chiếm luôn tiện nghi của cô. Nhi hầu như đêm nào cũng nhường nhịn Tuấn Anh, và đêm nay cũng vậy. Cô cố tình nằm sát phần giường bên trong, thế mà anh cứ ngang nhiên càng tiến sát. Đã vậy hơi thở cứ phả vào gáy cô, khiến cô nhột đến khó chịu. Bực mình quá, Nhi quay người lại định mắng cho một trận thì không may đụng trúng môi của anh. Một người cười thầm, còn một người tức anh ách. Nhi điên tiết đấm bôm bốp vào người Tuấn Anh thì anh lại mặt dày lên tiếng dọa cô: "Cứ đánh một cái anh lại hôn một cái." "Anh bị hâm à?" "Ừ, đang hâm đây." "Em xuống đất ngủ đấy." "Anh cũng xuống theo." "Anh ám em vừa thôi." "Xác định ám cả đời luôn này." "Cái đồ khùng này nữa." Giữa đêm hôm khuya khoắt nhưng hai con người cứ như hai đứa trẻ,
gây lộn nhau không ngừng. Nhi vẫn đấm thùm thụp vào người Tuấn Anh cho bõ tức thì anh lại nhăn nhở trêu: "Em có vẻ thích được hôn đấy nhỉ?" "Ai thèm chứ?" "Thèm ra hay thèm vào?" "Đúng là cái đồ biến thái." "Đã được sơ múi gì đâu mà gọi là biến thái. Nhưng nếu bây giờ em gật đầu cho anh sơ múi thì anh nguyện làm tên biến thái cũng được." "Cái đồ vô sỉ này." "Anh chỉ vô sỉ với duy nhất em thôi." Mặc cho Nhi gào lên thì Tuấn Anh cứ thản nhiên chọc cô tức điên mới chịu. Kẻ mếu người cười, sau cùng lại phải năn nỉ dỗ dành người ta. "Này, anh giận đó à? Cút xa em ra, cấm lấn ranh giới, nếu không em sẽ giết anh đấy." "Em nỡ tử hình bố của Tôm sao?" "Đang bực đấy, đừng có mà làm nhảm." "Thế đánh đi cho hết bực này." Tuấn Anh nói dứt lời, liền vứt luôn cái gối chia đôi ranh giới xuống đất, rồi dí sát vào người mình vào cô. "Cho em đánh mỏi tay thì thôi." "Biến xa em ra, em không cần làm tay mình mỏi nhé." "Thật đấy, đánh cái tay hư này đi." Nhìn cái mặt giả vờ hối lỗi rồi cả hành động chìa hai bàn tay trêu ngươi khiến cô muốn đánh thật. Nhi không thèm nể nang mà lấy sức nhéo mạnh vào hai bắp tay anh. Nhưng chỉ có cô là cố hết sức, còn Tuấn Anh thì chẳng có si nhê gì. Bực quá cô lại nhéo thêm hai cái nữa, nhưng cũng không khiến anh nhăn mặt mà chỉ thấy anh phì cười. "Người gì mà như tảng đá ấy." "Sao, đau tay mình rồi phải không?" "Mỏi cả tay." "Đưa đây anh giúp cho bớt mỏi nào." "Không thèm." Không để Nhi từ chối, Tuấn Anh liền cầm cái tay cô thơm lên đó. Thực sự là cô không cưỡng lại được dáng vẻ thật lòng lúc này của anh. Ngay cả ánh mắt cũng chất chứa toàn là biểu cảm vui vẻ, nhưng cớ sao cô vẫn không dám gật đầu. "Không cần nữa đâu, em hết mỏi rồi." "Vậy ngủ nha." "Ngủ thì nằm xa ra một chút đi." "Đừng có đẩy anh như vậy chứ." "Thế định để em nằm sát mép giường đấy à?" "Ngang vừa thôi." Phải nhắc tới vài lần Tuấn Anh mới chịu nằm nhích ra một chút. Nhưng ngay sau đó anh lại trầm giọng hỏi cô: "Nhi." "Lại gì nữa?" "Em không muốn lấy chồng phải không?" "Đúng rồi, tự do là muôn năm." "Thế anh cũng không muốn lấy vợ? Chúng ta cứ sống thế này vì con nhé." Nghe ra giọng điệu có phần nghiêm túc của Tuấn Anh khiến Nhi không nằm yên được mà ngồi bật dậy nói chuyện. "Anh lại bị ấm đầu đấy à?" "Không, anh rất tỉnh táo. Có bé Tôm rồi nên anh chẳng cần lấy vợ nữa. Hai chúng ta cứ sống thế này cũng vui mà." "Đừng có mà đùa dai nhé." "Anh rất nghiêm túc. Mà thôi không nói với em nữa, anh ngủ trước đây." Thực lòng Nhi không muốn bản thân kìm kẹp hạnh phúc riêng tư của người khác, càng không muốn mình lặp lại vết đau ngày trước. Nên có lẽ cô đợi Tuấn Anh xử lý chuyện công ty xong thì sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh. Đã tự dặn lòng là phải giữ khoảng cách với Tuấn Anh, nhưng chỉ được vài hôm Nhi lại để lý trí thua cảm xúc của cơ thể. Vẫn là bèn bản thân không từ chối được sự thân mật của anh, để rồi giữa hai người lại xảy ra chuyện giường chiếu. Không chỉ lần hai, lần ba mà còn rất nhiều lần về sau nữa. Chỉ vì bản thân kém cỏi, không đủ dứt khoát đã khiến cô luôn trong trạng thái mâu thuẫn, xung đột tâm lý rất nhiều. Suốt khoảng thời gian hơn một tháng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Nhi cũng đưa ra quyết định của mình. Chỉ tiếc rằng khi cô sẵn sàng nói lời từ chối tình cảm của Tuấn Anh thì cô lại phát hiện mình có thai. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay cả buổi, nhưng Nhi vẫn không tin được mình lại trúng số độc đắc lần nữa. Thật sự những lần sau này cô và Tuấn Anh đã phòng bị kỹ lắm rồi. Duy nhất cái đêm say rượu trên Hà Nội, cô chỉ chậm uống thuốc ngừa thai có nửa buổi, mà cuối cùng cô không tránh khỏi dây dưa với anh. Có phải ông trời lại muốn trêu đùa, thử thách cô một lần nữa không? Chiều tối Tuấn Anh đi làm về, thấy Nhi đang đứng thất thần bên cửa sổ thì có chút lo lắng. Không biết là cô mải nghĩ gì mà anh mở cửa vào phòng cũng không phát hiện ra. Đặt chùm chìa khóa xuống bàn, Tuấn Anh đi lại bên cạnh cô ân cần hỏi: "Em có chuyện gì à? Sao vậy? Sao mặt mày tái mét thế kia?" Lúc sớm còn mong Tuấn Anh về để hai người nói chuyện cho rõ ràng một lần cho xong, nhưng khi anh về rồi cô lại không biết nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm khiến anh càng thêm sốt ruột. "Em mệt à? Hay em đau ở đâu?" "Bây giờ phải làm sao đây?" Nhi ngước đôi mắt ướt nhèm kèm sự hốt hoảng hỏi Tuấn Anh một câu không đầu không cuối, càng khiến anh lo lắng hơn. "Đừng sợ,
Có chuyện gì từ từ nói anh nghe đi. Tại anh đấy. Tuấn Anh đang ngây ra không hiểu gì thì Nhi lại vung tay đấm thùm thụp vào người của anh, rồi nói lời ấm ức trong lòng. Cái đồ chết dẫm nhà anh, sao cứ khiến người ta trúng số thế hả? Em làm sao cơ? Sao với chăng gì, em đã không muốn liên quan tới anh rồi cơ mà. Em có thai sao? Đổ điên này nữa. Nhi, có thật là em có thai rồi không? Giấy khám được 5 tuần rồi đây này, còn thật với không gì nữa. Nhi ấn mạnh phiếu siêu âm vào tai Tuấn Anh, rồi lại đấm thùm thụp trách cứ. Nhưng giờ này anh đâu có cảm giác đau đớn là gì, mà chỉ để tâm tới vấn đề cốt lõi. Và sau khi đọc rõ hết nội dung trong tờ phiếu siêu âm, thì ánh mắt của anh sáng rực lên, phấn khích ôm chặt Nhi quay vòng vòng la hét. Anh yêu em quá Nhi ơi, em giỏi quá. Yêu cái gì? Anh thương em lắm, cảm ơn em nữa. Tại anh đấy, bây giờ em phải tính sao? Tại anh hết, nên em cho anh bồi thường nhé. Miệng mắng Tuấn Anh vậy thôi, nhưng Nhi là đang tự trách mình, cũng vì sự yếu lòng của bản thân mới xảy ra nông nỗi này. Thật sự điều này đến quá bất ngờ, khiến Nhi không biết phải làm sao, nhưng nói cô bỏ cái thai thì cô không làm được. Hay chọn cách ôm con bỏ chạy như lần trước lại càng không. Một lần bỏ chạy là quá đủ, dù bản thân có mạnh mẽ tới đâu thì đứa bé cũng cần có sự bao bọc của người bố, mà cô cũng không có quyền chia rẽ tình cảm máu mủ của con với Tuấn Anh. Tuấn Anh không đoán được suy nghĩ của Nhi lúc này là gì, mà cứ thấy cô đứng thần mặt ra thì chỉ nghĩ là cô đang buồn chuyện có thai, sợ rằng thêm chuyện này nữa khiến cô chán ghét mình hơn, nên Tuấn Anh dè dặt hỏi lại. Cho anh cơ hội bù đắp nhé. Không cần lấy vợ đúng không? Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Thì cứ trả lời em đi. Ừ, anh không lấy vợ, nhưng nếu em cho phép thì anh chỉ lấy một mình em thôi. Em đang nghiêm túc hỏi anh đấy. Anh rất nghiêm túc. Nếu em không muốn kết hôn thì chúng ta cứ sống như này vì con cũng được. Không giữ lời tới lúc đó em sẽ đưa hai đứa đi đấy. Anh viết giấy cam kết cho em. Ừ, viết luôn. Không nghĩ Nhi lại đưa ra phương án này, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng anh lại rất vui. Dì chứ viết 10 cái cam kết hay 1.000 cái anh cũng viết và đóng dấu đỏ luôn. Được rồi, mai tới công ty anh sẽ viết. Còn bây giờ em đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. Nhi mang thai đứa lớn không có sự chăm sóc của Tuấn Anh, nhưng lần thứ hai này anh đã có cơ hội. Tuấn Anh thể hiện đúng vai trò ông bố đảm đang, chu đáo lại hiểu chuyện. Sợ Nhi xấu hổ nên anh còn dặn dò mọi người trong nhà. Có mừng cũng thể hiện ở mức độ, phải để cho cô được tự nhiên. Bảo An và Nghĩa thấy kết quả này còn hơn cả mong đợi, nên đã đến lúc hai cô cậu không cần phải diễn kịch chăm học nữa. Nghĩa về lại nhà mình báo tin vui cho bố mẹ, còn bên nhà Bảo An thì cứ như chúng được việt lót. Chuyện vui tới đúng lúc khiến cho Tuấn Anh càng có thêm nhiều động lực làm việc, phấn khởi ra mặt khiến Thiên Sơn cũng phải tò mò hỏi lý do. Sếp ơi, sếp có chuyện vui đấy à? Rõ ràng thế sao? Hai chữ vui vẻ hiện rõ lên mặt rồi kìa sếp. Cậu ra thông báo tháng này tăng lương và thưởng gấp đôi cho toàn bộ nhân viên và miễn phạt đối với nhân viên phạm lỗi. Đúng là có chuyện vui thật mới khiến sếp mặt mày tưng bừng và rộng rãi không phạt chỉ thưởng thế kia. Thiên Sơn nhìn dò xét một lượt thì tủm tỉm thăm dò tiếp. Là Ngọc Nhi khiến sếp ra nông nỗi này phải không? Ăn với chả nói. Vậy là đúng rồi nhỉ. Mà công nhận cô bé này giỏi quá, làm sếp điêu đứng và không còn quy củ gì nữa. Cậu còn đứng đấy làm nhảm sao? Không đi làm việc đi. Sếp không nói rõ lý do, em cứ đứng đây ăn vạ đấy. Không phải Tuấn Anh sợ lời đe dọa của Thiên Sơn, mà là vì anh cũng muốn chia sẻ niềm vui với trợ lý của mình. Tôi có thêm đứa con thứ hai rồi. Sếp, sếp vừa nói gì cơ? Làm gì mà mắt mũi cứ trợn ngược lên thế? Sếp có con với ai nữa? Đừng có nói lại tình một đêm với em nào đó nữa nha. Cậu điên à? Chỉ được cái nói luyên thuyên là nhanh. Thế lại là với Nhi sao? Thiên Sơn thấy Tuấn Anh trừng mắt với mình sau câu hỏi chưa gáy ý ấy thì vội vàng giải thích. Sếp đừng nóng, ý em là sao cứ mỗi lần cô ấy dính với sếp là có bầu ngay thế nhỉ? Thì đạn nó chuẩn, ai mà biết. Công nhận, đạn của sếp quá chuẩn. Tôi đang vui đấy, cậu đừng có mà thể hiện cái biểu cảm khó coi kia khiến tôi mất hứng nhé.
Vâng vâng, em phán đây. Biến nhanh còn kịp. Nhìn Tuấn Anh quắc mắt, định ném cây bút về phía mình, thì Thiên Sơn vội chạy nhanh ra ngoài. Hóa ra cái tên sếp nghiêm nghị của anh cũng có mặt vô sỉ này đấy. Lằng nhằng thế mà sản xuất ra hai đứa con liền, thế này còn không khiến người ta chịu ở bên cạnh, thật là kém cỏi. Một mình ở trong phòng, Tuấn Anh lại cười tủm tỉm. Nghĩ tới sắp tới gia đình anh chuẩn bị đón thêm thành viên nữa, thật là vui biết bao. Nhân cơ hội này, anh phải nhanh chóng bồi đắp tình cảm với Nhi mới được. Các cụ bảo rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nghĩ vậy nên Tuấn Anh lấy máy nhắn tin qua cho cô. Trưa nay em đợi anh đến đón nhé. Tin nhắn vừa gửi đi thì Nhi cũng phản hồi lại luôn. Tính rồi em đi đâu à? Đi ăn. Em bây giờ là ăn cho cả hai đấy, nên phải đúng giờ và không được bỏ bữa đâu. Em ở nhà hàng tiêu đủ thứ rồi, anh không phải mất công để em đi đâu. Nhà hàng em là bán cơm chay, còn hai mẹ con em cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, nên vẫn là đi ra chỗ khác, ăn sẽ tiện hơn. Em bảo nhân viên mua đồ về nấu là được mà. Em không đồng ý, anh không viết giấy cam kết đâu. Được rồi, thế tùy anh. Tuấn Anh nghe vậy mới thôi không nhắn nữa. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì Hải Trâm gọi tới. Vì công việc nên Tuấn Anh vẫn nghe máy bình thường. Có chuyện gì sao? Vâng, bên công ty S vừa gọi cho em báo trưa nay họ muốn gặp mình để trao đổi vấn đề hợp tác đấy anh ạ. Thế em sắp xếp cùng với cậu Sơn gặp họ trước đi. Anh có bận việc gì sao? Anh có chút việc riêng. Quan trọng lắm ạ. Tuấn Anh thấy Hạ Trâm đang đi quá phận sự của mình. Tuy nhiên anh vẫn còn nể chút tình nghĩa bạn bè, không thẳng thừng nói ra mà chỉ nhắc nhở ý tứ. Hôm nay chỉ là bước đầu hai bên thăm dò thôi. Em và cậu Sơn cứ chủ động làm việc với bên họ trước đi, cũng không cần phải gấp rút quá đâu. Vâng, em biết rồi. Hạ Trâm tắt máy, nhưng kèm theo là sự tò mò, không biết có chuyện gì quan trọng khiến Tuấn Anh từ chối đi gặp công ty đối tác lần này. Lấy cớ là người thân cận bên cạnh, cô ta dò hỏi chỗ thư ký, nhưng được thông báo rằng trưa nay anh không có hẹn với ai cả. Càng nghi ngờ lại càng muốn chiếm hữu, thì Trâm lại không thể ngồi yên. Nhất định phải biết rõ việc quan trọng của anh trưa nay là gì, nên cô ta đã thuê người theo dõi nhất cử nhất động của Tuấn Anh. Đúng lúc cô ta cùng Sơn đang tiếp khách thì nhận được tin nhắn của tên Tám Thử. Mở vội phần tin nhắn gửi tới, thấy hình ảnh của Tuấn Anh đang ăn trưa với Nhi mà không phải ai xa lạ, khiến Trâm thực sự bất ngờ. Nhưng sau đấy cô ta muốn xác nhận xem có đúng không thì liền yêu cầu Thám Tử gọi lại cho mình bằng hình ảnh. Khi chiếc điện thoại của Thám Tử quay về phía hai người bọn họ, Nhi đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thì Trâm mặt mày biến sắc. Cô ta tắt máy cái rụp, nhưng sau đó vẫn cố làm thêm một việc nữa để nhận định rõ những gì mình đang nghĩ trong đầu. Hạ Trâm bình tĩnh soạn một tin rồi gửi qua cho Tuấn Anh. Cô ta hỏi: anh xem có đến chỗ em một lúc được không? Bên đối tác có nha ý muốn gặp trực tiếp trao đổi với anh vài vấn đề đấy ạ. Anh không đến được. Em và cậu Sơn cứ chủ động làm việc đi. Có gì về trao đổi với anh sau. Vậy nhé. Theo sự hiểu biết của Hạ Trâm thì đối với người đàn ông ham việc và coi công việc là trên hết như Tuấn Anh, chưa bao giờ bỏ lại vì những cuộc hẹn bình thường. Thế mà nay lại vì một cô gái như Nhi mà trả lời dứt khoát là không đến được. Vậy thì mối quan hệ kia chắc chắn không ở mức bình thường nữa rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Trâm khó mà chấp nhận được kết quả này. Bàn tay vô thức nắm chặt cái điện thoại, thiếu điều muốn bóp nát nó. Nhưng cô ta đã kịp thời bừng tỉnh, tự động viên bản thân là không được nóng giận, mất lý trí vào lúc này, mà hãy tập trung xử lý công việc trước đã. Có kết quả mới mong có cơ hội kéo anh về bên mình. Bên này, Tuấn Anh và Nhi đang ăn uống vui vẻ. Cô tự nhắn nhủ bản thân bỏ qua nỗi đau quá khứ để mở lòng đến với anh và các con, để các con có một gia đình hoàn chỉnh. Hơn ai hết vẫn là bố đẻ chăm sóc con cái là tốt nhất. Cô cũng nên nghe theo lời khuyên của mẹ rằng không phải ai cũng là người xấu, người tốt còn rất nhiều, nên đừng sống mãi với quá khứ mà hãy nhìn nhận hiện tại để có một tương lai tốt hơn. Bữa trưa vui vẻ kết thúc, Nhi muốn cảm ơn sự nhiệt tình của Tuấn Anh nên cô chủ động nói việc chiều nay mình muốn làm. Chiều anh đón em sớm được không? Em muốn đi đâu sao? Vâng, em tính đi siêu thị mua ít đồ, nhưng nếu anh không về được cũng không sao, em có thể đợi. Anh thu xếp được mà. Vậy em đợi anh.
Tuấn Anh thầm cảm ơn sự cởi mở của Nhi dành cho anh. Hy vọng hai đứa con sẽ là cầu nối để anh và cô sớm ghép thành một gia đình hoàn hảo. Ánh mắt vui mừng cùng biểu hiện xúc động, Tuấn Anh nhẹ lời quan tâm cô. Em có muốn đi uống chút gì không? Không cần đâu, anh tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Thế tiện đường anh chở em về. Anh cứ mua nước dừa để lúc nào em khát em có uống ngay nhé. Vâng, thế cũng được. Lúc có bầu đứa lớn, Nhi không ngén ngẩm gì. Nhưng có lần hai này, cô thấy nhiều biểu hiện khác lạ lắm, như hay ngủ gật, mà rõ nhất là việc chóng đói. Vừa mới ăn trưa với Tuấn Anh chưa lâu mà bụng cô đã cồn cào. Nghĩ tới món chuối chiên, khoai mật nướng khiến Nhi thèm rõ rãi. Nhịn không được, cô nhắn tin cho Bảo An rủ đi ăn chung. Bảo An đang ngồi chơi với cháu và hai em trai ở nhà thì nhận được tin nhắn rủ đi ăn vặt của Nhi. Đoán chừng mẹ của cháu trai mình chắc là thèm ăn vì ngén, nên An ngay lập tức nhắn lại. Chị lại thích mấy món ăn vặt đấy à? Ừ, tự nhiên lại thèm món chuối chiên với khoai mật nướng. Em học xong thì chạy xe qua chỗ chị, rồi hai chị em mình cùng đi nhé. Bảo An định nhắn lại đồng ý thì nhớ tới Tuấn Anh. Cơ hội này nên nhường cho anh trai vẫn là tốt nhất. Nghĩ vậy nên An soạn nhanh một tin trả lời lại Nhi. Em vẫn còn mấy bài tập chưa làm xong, để em gọi ship luôn cho chị nhé. Nếu mà em bận thì thôi, để chị nhờ người mua cũng được. Khỏi phiền ai mất công chị ạ. Em có số, người ta ship tận nơi cho chị. Vậy nha. Nhi mặc dù sau đó nói không cần, nhưng Bảo An cứ nhất nhất tự mình gọi ship đến, nên Nhi cũng miễn cưỡng đồng ý. Tuấn Anh bên này nhận được tin nhắn của em gái gửi đến mà đọc không hiểu gì, nhưng cũng dừng việc đang làm mà nhắn hỏi lại. Là sao? Nhắn cái gì mà anh chả hiểu? Thì là cơ hội của anh đến rồi đấy. Vợ tương lai của anh ấy đang lên cơn ngén kìa. Có gì nói rõ ra đi, cứ lấp lửng. Chán anh thật đấy. Là chị Nhi đang thèm ăn vặt, anh rảnh thì mua cho chị ấy mang đến đi. Cơ hội cho anh thể hiện sự quan tâm đó. Tới khúc này Tuấn Anh đứng hẳn dậy, nhắn hỏi em gái chi tiết hơn. Chị Nhi nói thích ăn gì? Chuối chiên và khoai mật nướng. Anh ra quán gần trường tụi em học ấy, quán bà Béo mua nhé. Thơm ngon mà sạch nữa. Anh biết rồi. Nhớ làm shipper khéo vào đấy. Ngoan thế, muốn thưởng gì anh cũng đáp ứng hết nhé. Lắm chuyện, em không thèm gì hết. Chỉ mong anh mau chóng kết hôn với chị ấy để các cháu em có gia đình hoàn chỉnh thôi. Em cứ tích cực đẩy thuyền thì anh nhanh về đích liền. Thôi anh mau đi đi, ở đó mà lắm chuyện. Hạ Trâm ngồi ngạc nhiên nãy giờ vì hành động bỏ dở việc giữa chừng của Tuấn Anh, lại xem thái độ vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, khiến cô ta càng thêm tò mò. Tính thăm dò anh xem có chuyện gì mà vui thế, nhưng cô ta lại không đạt được như ý nguyện, bởi vì Tuấn Anh sau đó chỉ buông nhẹ một câu, bảo cô ta cứ về trước, rồi quay qua dặn dò trợ lý của mình. Cậu Sơn lát gửi hết báo cáo vào mail cho tôi, tối nay tôi sẽ xem xét lại. Sếp lại đi công việc sao? Ừ, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Hạ Trâm không chịu từ bỏ mà tiếp tục hỏi khéo Thiên Sơn. Cô ta nghĩ hai người thân thiết kiểu gì cũng cho ra gợi ý sáng giá. Nhưng không ngờ Thiên Sơn không phải là kẻ ăn cây táo rào cây sung, đáp trả cô ta theo cách nước đôi. Anh Sơn, anh có đoán được là sếp Tuấn Anh đi đâu không? Tôi cũng chịu thôi, việc riêng của sếp tốt nhất là không nên hỏi kỹ quá. Nhận được câu trả lời không vừa ý, nhưng Hạ Trâm cũng không dám thể hiện sự bất mãn của mình, mà chỉ cười trừ. Cô ta đứng dậy ra về, trong lòng bắt đầu liên tưởng tới việc Tuấn Anh đi tìm Nhi. Không định tự mình theo dõi anh, nhưng đôi tay lại khởi động chiếc xe hướng về nhà hàng cơm chay. Rồi tới khi tận mắt chứng kiến xe của Tuấn Anh đỗ trước cửa hàng của Nhi và hình ảnh anh cầm túi đồ vui vẻ tiến thẳng vào bên trong, thì Hạ Trâm không kiềm chế được cơn giận dữ. Xem ra là hai người họ đã quá thân thiết rồi. Một ngày mà có tới hai lần Tuấn Anh bỏ lại công việc chỉ vì một người con gái, mà người đó lại là người mà cô ta căm ghét nhất. Thực sự là lúc này cô ta chỉ muốn xông vào tận nơi để chia rẽ hai người. Nhưng nghĩ lại bản thân chẳng có lý do gì để đi vào đó. Sau cùng cô ta chọn cách nhẫn nhịn quay xe rời đi. Tuấn Anh đã quen thuộc khi đến chỗ Nhi làm việc, nên anh đi thẳng vào trong gặp cô luôn. Trước sự bất ngờ không nói nên lời của Nhi, thì Tuấn Anh thản nhiên đặt túi đồ ăn lên bàn rồi chậm rãi nói. Anh là shipper mà Bảo An gọi giúp em đấy. Ôi, con bé này, lại phiền anh bỏ dở công việc rồi.
Công ty cũng không có việc gì quan trọng nên anh mới đi được. Còn nóng đấy, em lại đây ăn đi. Có thật là anh không bận việc không? Anh tự sắp xếp được công việc của mình nên em cứ yên tâm. Nói dối là em giận đấy. Không hề. Tuấn Anh phải xác nhận mấy lần Nhi mới bỏ đồ ra ăn. Đang cơn thèm nên Nhi cũng chẳng giữ ý tứ nữa mà ăn nhiệt tình. Nhìn cô ăn ngon miệng quá khiến Tuấn Anh không đừng được mà hỏi. Ngon thế à? Vâng, ngon lắm. Anh thử một miếng được không? Em ăn đi. Anh không thích mấy đồ ăn vặt này. Không ăn là em ăn hết đấy. Cứ ăn thoải mái đi. Cứ tưởng là Nhi nói đùa thôi, ai ngờ là cô ăn gần hết. Một túi lớn như vậy mà cô ăn chỉ còn chừa lại một củ khoai. Thực sự Tuấn Anh quá ngạc nhiên với sức ăn của cô. Anh định hỏi cô ăn như thế này, liệu tối nay có ăn được cơm không? Thì Nhi thản nhiên nói, nay ăn vậy thôi, mai lại ăn tiếp. Mai vẫn ăn nữa? Vâng. Em ăn gần hết chỗ đó mà mai vẫn ăn được sao? Làm gì mà anh ngạc nhiên vậy? Tại vì anh thấy hơi lạ. Bình thường em có ăn uống như vậy đâu. Thì bà bầu là vậy đấy. Anh sợ rồi à? Nói mới nhớ, Tuấn Anh nghĩ tới mẹ Dung trước đây có thai hai em út, cũng có mấy dấu hiệu thay đổi, nên anh hỏi lại Nhi. Thế trước đây em có thai bé Tôm thế nào? Có mệt không? Trộm vía, khi đó em rất khỏe mạnh, ăn uống cũng tốt nên không vấn đề gì. Nhưng mà đứa này thấy khác quá, em ham ngủ hơn mà thèm ăn vặt nữa. Không nghén nôn ói là tốt rồi. Còn thèm ngủ cứ ngủ đi, muốn ăn gì thì bảo anh mua. Thế đêm hôm anh thèm anh cũng đi mua được à? Ừ, đi được hết. Chỉ là Nhi tiện thì hỏi cho vui vậy thôi. Thế mà Tuấn Anh không nghĩ ngợi gì, trả lời dứt khoát luôn. Cơ mà điều đơn giản ấy lại khiến tâm trạng của cô có chút vui. Anh thật sự không ngại đêm hôm sao? Vì em và con anh không ngại. Lúc em mang bầu bé Tôm, anh không có cơ hội được chăm sóc. Thì lần này để anh làm tròn trách nhiệm với mẹ con em nhé. Nhi không trực tiếp trả lời, nhưng cái gật đầu của cô là đủ. Tuấn Anh cười vui vẻ, cùng Nhi thu dọn lại bàn làm việc, rồi hai người ra về. Trên đường đi đến siêu thị, Tuấn Anh tò mò hỏi xem cô muốn mua gì, mà dặn anh về sớm là để đưa đến đó. Em tính sắm thêm đồ gì à? Dạ không, em chỉ mua ít đồ về nấu vài món thôi, nhưng em đổi ý rồi. Là sao? Thì giờ em muốn anh thay em đi lựa đồ rồi trổ tài nấu bữa tối cho cả nhà, được không? Em cố tình làm khó anh đấy à? Thế bố của Tôm không biết nấu ăn à? Biết, nhưng mà nấu đơn giản thôi, như luộc rau, luộc trứng ấy. Cũng được. Xe đỗ trước cửa siêu thị, Nhi hào hứng đi xuống. Trong khi Tuấn Anh vẫn loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu thì cô gọi anh. Thế anh không định xuống xe sao? Em thật sự dám ăn mấy món anh nấu ấy hả? Ừ, trứng luộc, rau luộc cũng ngon mà. Thêm món muối vừng ấy thì càng là đặc sản. Nói tới muối vừng anh vẫn còn giận em đấy. Sao mà giận? Biết thử hôm đó anh không có yếu bụng mà em còn vào hùa với bảo an khiến anh khổ sở. Tất cả là tại cô bạn đối tác của anh chứ. Có trách cũng nên trách đúng người đi. Miệng nói chuyện nhưng tay Nhi vẫn không quên chọn đồ. Chỉ có Tuấn Anh là đi theo sau không biết chọn gì, ngoài nhặt một giỏ trứng và túi rau muống. Thấy anh đang băn khoăn chưa biết chọn gì tiếp thì cô lại nhắc lại chuyện hôm về đây gặp lại anh. Em nhớ là anh cũng chọn đồ giỏi lắm cơ mà. Chọn bao giờ mà giỏi? Không nhớ hôm mình gặp nhau ở siêu thị này à? Anh chọn đồ chay nhanh lắm còn gì. À hôm đấy là mẹ viết sẵn danh sách, anh chỉ việc nhặt đồ theo nên mới nhanh đấy. Hóa ra là vậy. Đúng là công tử nhà giàu, chỉ được cái mã bảnh bao thôi. Thì đẹp cũng là lợi thế mà, đúng không? Vâng, nhưng là đúng với một số trường hợp thôi. Thế với mẹ Tôm không ấn tượng à? Không. Tuấn Anh nhìn Nhi vội trả lời thì cười tủm tỉm. Anh đẩy xe giúp cô nhưng lại cố tình đi sát vào bên cạnh, sợ nói nhỏ một câu. Không ấn tượng, nhưng phải thừa nhận là anh nhân giống giỏi nhỉ. Này, nói linh tinh cái gì đấy? Nói đúng mà. Nhìn Tôm đẹp trai khôi ngô thế, không giống anh thì giống ai? Nó cũng có nét giống em chứ bộ. Đứa này mà là con gái thì anh nhường cho em. Không nghĩ Tuấn Anh lại mặt dày nói năng thản nhiên như vậy. Cô quay lại nhéo mạnh vào eo của anh mắng vốn. Đừng có mà nói sĩ thế nhá. Ai khiến nhường mà nhường hả? Đau thế. Cho chừa đi. Thì anh nói đúng còn gì. Con gái giống em xinh đẹp, chỉ cần thừa hưởng sự thông minh của anh thôi.
Nói vậy là chê em dốt hả? Không dốt mà ngày đó người ta muốn chịu trách nhiệm lại ôm con bỏ chạy. Không dốt mà nhận hết phần khổ về mình. Thực lòng Tuấn Anh chỉ muốn trêu Nhi cho vui, chứ không có ý gì. Nhưng tại khi anh nói xong, cô lại im lặng chọn đổ tiếp, khiến anh lo lắng bất an, vội vàng nói lời xin lỗi. Nhi à, đừng giận nhá, anh chỉ là nói trêu em thôi chứ không có ý gì đâu. Nghĩ lại, em thấy mình ngu ngốc thật đấy. Nhưng từ bây giờ em bắt đầu chữa ngu đây. Em nói gì cơ? Từ bây giờ em chữa dốt bằng cách bắt vạ anh. Nghe ra câu nói ý tứ của Nhi thì lúc này Tuấn Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, bắt vạ cả đời cũng được. Nhớ lời nói của mình đấy, không bao giờ quên. Thực hiện bằng hành động bây giờ luôn đi, chứ đừng có hứa suông với em. Làm luôn đây. Tuấn Anh vui vẻ đẩy xe theo Nhi, tình nguyện làm người vác đồ của cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ lại đụng mặt với người không muốn gặp. Ái Vân và Tấn Sang cũng khá ngạc nhiên khi giáp mặt hai người bọn Nhi ở đây. Nhưng sẵn còn ghi hận vụ lần trước bị Tuấn Anh sỉ nhục, khiến cho cô ta lần này muốn ăn miếng trả miếng. Ánh mắt thách thức kèm nụ cười xảo trá, Ái Vân cố tình khiến cho hai chiếc xe đẩy đồ va chạm vào nhau để kiếm cớ gây sự. Đường đi rộng mà không biết tránh hả mày? Đôi khi im lặng không muốn đôi co là vì không thích phí lời, hoặc cũng có thể là vì quá khinh bỉ. Nhưng mà đối phương lại cứ tưởng mình nhút nhát hèn hạ mà năm lần bảy lượt cố tình chà đạp, thì tốt nhất là không nên im lặng nữa. Nhi cười khẩy nhìn Ái Vân rồi buông lời đáp trả đầy cứng rắn. Vậy mày có mắt như mù à? Biết đường rộng thì tự tránh đi. À con này, mày dám chửi tao à? Mày tưởng là mày là mẹ thiên hạ hay sao mà tao không dám? Con khốn, mày... Ái Vân tức sôi máu vì bị Nhi chửi thẳng mặt không kiêng nể. Cô ta định lao vào tát Nhi thì Tuấn Anh nhanh tay hất mạnh cô ta lùi về sau cảnh cáo. Cô dám động vào cô ấy thì đừng có trách tôi. Anh là cái thá gì mà thích dọa người? Tôi là ai cũng thừa khả năng khiến cô thân bại danh liệt. Tốt nhất ý là cút xa chúng tôi ra cho đỡ bẩn mắt. Anh Sang, anh đứng đó để anh ta xỉ báng em à? Cô ta bị Tuấn Anh chửi xéo thì càng điên tiết, nên quay ra kêu gào Tấn Sang bảo vệ mình. Nhưng tên này dù có nói gì cũng bị Tuấn Anh đáp trả không nhân nhượng. Đã thế, Nhi còn bồi thêm cho hắn ta những lời cay đắng hơn. May mà ngày đó mày giúp tao cướp đi thứ rác rưởi và đem đến cho tao một người đàn ông tài giỏi như Tuấn Anh đây. Bây giờ nghĩ lại, có khi tao phải cảm ơn mày và hắn ta đấy nhỉ. Nghiễm nhiên tao có người đàn ông đẹp trai, thông minh, yêu thương và đứa con trai khôi ngô tuấn tú. Đúng là ông trời sắp xếp công bằng quá, đúng không? Em... mày... Cả hai kẻ đốn mạt cùng kêu lên một tiếng. Nhưng Nhi lần nữa không để chúng nói hết câu, mà tặng thêm vài lời như kim đâm nữa. Người ta nói chẳng sai, loại mèo mả gà đồng như hai người thì nên về một đội đi. Chúc các người hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé. Còn đĩ chó, tao sẽ giết mày. Mặc cho Ái Vân cay cú gào thét như muốn giết người, nhưng Nhi chẳng để con bạn khốn kiếp được như ý. Cô rơi chân đạp mạnh một cái khiến Ái Vân tránh không kịp mà ngã rúi rụi xuống đất. Tên Sang thấy vậy vội đỡ cô lên. Anh ta dùng ánh mắt tức giận nhìn Nhi gào mồm bênh vực bạn gái mình. Nhưng Nhi chỉ lẳng lặng phủi tay chân như phủi bỏ thứ bụi bẩn, tạp chất thối tha trên người cô khiến cô khó chịu. Tuấn Anh có hơi lo lắng cho cái thai trong bụng của Nhi, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo mà không nói lộ ra, chỉ ôm cô tránh nhẹ sang một bên, nhẹ lời nhắc nhở. Em cẩn thận, đừng làm mình bẩn tay như thế. Lát nữa em sẽ khử trùng cẩn thận, anh đừng có lo. Không cần để tâm tới hạng người như thế này nữa, mình về thôi. Vâng. Bên Nhi đã dứt khoát muốn rời đi, nhưng Ái Vân vốn là kẻ ích kỷ lại thích thể hiện ta đây và vô cùng hiếu thắng. Không chịu được sự sỉ nhục vừa rồi nên cô ta gào thét chạy về phía Nhi định tấn công, thì may mắn Tuấn Anh phản ứng kịp. Anh đẩy mạnh một cái khiến cô ta ngã vào kệ hàng bên cạnh. Gian hàng bị va chạm mạnh nên đã đổ ập xuống. Ái Vân bị mất mặt trước bao nhiêu người thì lại càng điên cuồng chửi bới. Cô ta không biết trời cao đất dày, hống hách chỉ thẳng tay về phía Tuấn Anh mà hét lên. Các người hãy chờ đấy. Cô muốn dọa ai vậy? Tao chưa bao giờ biết dọa, mà từ trước tới nay thứ tao muốn đều được thực hiện. Cô thực hiện thứ gì là việc của cô, nhưng mà đừng bao giờ động vào giới hạn của tôi. Tự nhiên Sang cảm thấy sởn gai ốc trước vẻ lãnh đạm của Tuấn Anh. Nhưng ngược lại, Ái Vân vẫn chứng nào tật đấy,
không biết sợ là gì, miệng vẫn cứ nạt nổ. Nhưng Tuấn Anh không muốn mạo hiểm để Nhi ở lại chỗ phiền phức này, nên ôm cô đi thẳng. Ái Vân bị bỏ lơ không làm gì được hai người, nên chạy ra cằn nhằn với tên Sang. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Không biết đứng ra bênh vực em gì hết. Em bớt bớt lại được không? Người ta đang nhìn mình cái kìa. Sợ gì? Ai nhìn mặc ai? Anh đúng là chẳng làm nên cái trò trống gì. Có bênh vực bạn gái mình cũng không xong. Ái Vân, sao? Anh lại thích giảng giải cho em đấy hả? Em chẳng nghe mấy cái lời lý thuyết suông của anh lắm rồi. Hôm nay tên Sang mới rõ hết tất cả vẻ chua ngoa đanh đá của cô bạn gái mình. Hắn ta thở dài, không muốn đôi co tiếp, bởi vì nơi đây đông người ra vào. Nhưng Ái Vân lúc này như bị điên, cô ta còn chưa muốn dừng lại mà vẫn tiếp tục lại nhải trách cứ. Thế bạn gái bị bắt nạt cũng không biết mở miệng ra mà bảo vệ, hay là anh còn luyến tiếc nó? Em có thôi đi không? Đúng là anh còn nhớ đến nó nên mới tỏ thái độ này với em. Anh đúng là kẻ chẳng ra gì. Em vô lý vợ chứ. Nếu em không dừng lại thì anh đi trước đây. Anh phản bội Nhi đến với em mà em còn chưa hài lòng sao? Em còn muốn gì nữa? Tần Sang nói rồi tránh đi trước. Thì Ái Vân chợt tỉnh ngộ, vừa nãy lớn tiếng trách cứ là thế, nhưng giờ lại như con mèo ngoan ngoãn chạy theo Sang, nhỏ nhẹ nịnh nọt. Em xin lỗi, bởi vì bọn họ ùa và ăn hiếp em nên em có chút bực mình, anh đừng giận em nữa. Ai bảo em gây sự với họ làm gì? Đã thôi thì chấm dứt luôn đi. Vâng, em biết rồi mà. Là em nóng giận, là em sai. Lần sau em không như vậy nữa. Về thôi. Ái Vân thành công dỗ dành tên Sang không giận dỗi nữa, nhưng cô ta thì đang nung nấu ý định trả đũa những người khiến mình thấy chướng tai gai mắt. Trên xe, Tuấn Anh đã căn dặn nhiều Nhi nhiều lần, nhưng khi về tới nhà anh vẫn không yên tâm mà nhắc nhở cô lần nữa. Lần sau em giáp mặt cô ta thì tránh xa ra nhé. Giờ em đang mang thai nên không được manh động, nghe chưa? Vâng, em nhớ rồi. Em hứa đi. Vâng, em hứa. Đừng để anh lo lắng đấy. Hôm nay có anh em mới ra oai với họ tí thôi, chứ em cũng không giải đấu lại khi có một mình đâu. Biết vậy thì anh yên tâm rồi. Không nghĩ Tuấn Anh lại lo lắng cho cô nhiều đến thế. Đã dặn đi dặn lại trên xe rồi mà xuống xe anh vẫn còn dặn dò tiếp. Cơ mà việc này Nhi không thấy phiền hà gì, mà cảm giác ấm áp lên lỏi trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy trong cái rủi lại được cái may. Vẫn là ông trời còn thương xót cô. Không biết được đến lúc nào, nhưng nếu Tuấn Anh cứ tốt và chu đáo thế này thì cô có thể hy vọng. Buổi tối đó hai chị giúp việc nấu nướng như thường, còn Tuấn Anh chủ động chịu trách nhiệm luộc rau muống và luộc trứng cho Nhi. Cả nhà chứng kiến một màn này thì ai nấy đều tủm tỉm cười. Nhưng tuyệt nhiên không ai trêu chọc anh cả, mà còn ra điều cổ vũ anh thêm nữa. Hai mẹ con Nhi tắm xong đi xuống nhà, thấy anh vẫn đang ngồi loay hoay bóc trứng thì cô đi lại bên cạnh hỏi nhỏ. Sao anh luộc nhiều trứng thế? Thì em bảo thích ăn còn gì. Nhưng làm sao mà ăn hết cả chục quả được chứ? Ăn nhiều cho con anh mau lớn. Trời ơi, có thích thì cũng không thể ăn hết tới chục quả trứng. Nhưng lúc này Nhi chỉ biết cười trừ trước sự nhiệt tình của Tuấn Anh. Cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Bé Tôm vẫn là nhân vật được chú ý và náo loạn nhất. Thằng bé thấy bố lấy trứng để vào bát của mẹ Nhi thì nó cũng hí hửng hô lên. Bố ơi, Tôm cũng muốn ăn à? Ừ, để bố lấy luôn cho hai mẹ con nhé. Nó lần đầu được ăn món trứng luộc dằm với mắm trộn cơm thì rất ưng miệng. Bát cơm nhoáng cái đã hết, nó tiếp tục xin bát thứ hai. Bố ơi, Tôm muốn ăn nữa. Tôm nay giỏi quá nhỉ. Cơm này ngon lắm bố ạ. Vậy con ăn thêm chút nữa nha. Vâng. Lần trước ăn cơm muối vừng cũng khen ngon, còn bữa nay ăn cơm với trứng luộc, cu cậu cũng rất háo hức. Nhi nhìn con trai cười cười khích lệ. Thi thoảng đổi món thế này lại có hiệu quả với Tôm quá nhỉ. Mai mẹ con mình lại ăn thế này nữa mẹ nhé. Tuần cho con ăn hai lần nha. Vâng, ngon lắm mẹ ơi. Bữa tối kết thúc, Thủy Dung tạo cơ hội cho con trai bày tỏ tấm lòng của mình với Nhi, nên lại dỗ dành thằng cháu về phòng của mình. Nhi và Tuấn Anh thảnh thơi rảnh rỗi. Tối đến không có việc gì làm, ăn xong đi ngủ ngay thì không được, nên Nhi nêu ý kiến rủ Tuấn Anh đi dạo. Còn sớm quá, hay là anh chở em đi hóng gió đi? Em thích đi đâu? Chỗ nào cũng được. Vậy đi xem phim không? Cũng hay đấy. Chẳng mấy khi Nhi chủ động thế này,
nên Tuấn Anh chớp thời cơ ngay lập tức, chọn một bộ phim cô thích xem, rồi cả hai mua nước và bắp rang vào trong rạp ngồi chờ. Chưa tới giờ chiếu, Tuấn Anh gợi ý tâm sự chuyện ngày trước. Ngày còn đi học, em hay đến đây xem phim không? Cũng thi thoảng thôi. Đi với cậu ta à? Thực ra là chỉ có vài lần đi riêng, còn chủ yếu là có ba người. Có phiền hà khi nói lại chuyện cũ không? Thực ra cô không còn đau đáu về chuyện ngày xưa nữa, chỉ là cô không có đủ dũng cảm để tiến tới một mối quan hệ mới thôi. Không phiền, chỉ là em nghĩ anh sẽ nhàm chán. Bất cứ là chuyện gì của em, anh đều không nhàm chán mà chỉ lo em buồn. Em hết buồn lâu rồi, chính xác là từ ngày có Tôm. Cái em không đối diện được là lòng tin thôi. Anh hiểu, và anh có thời gian để đợi em. Nghe Tuấn Anh nói như vậy thì Nhi mỉm cười nhẹ, cô cũng thoải mái trải lòng với anh hơn. Em hỏi này, tại sao anh lại lựa chọn không tìm hiểu chị Trâm nữa vậy? Con người khi đứng giữa hai sự lựa chọn thì chỉ có một chọn một, và anh đã chọn con chúng ta. Chị ấy vẫn có thể chấp nhận thằng bé mà. Anh nghĩ cô ấy không yêu thương Tôm được. Anh quá đa nghi rồi. Cũng có thể nói là vậy, nhưng chỉ đa nghi với người khác, còn với em thì ngược lại. Tranh thủ chưa tới lúc xem phim thì nói chuyện cho qua thời gian chờ đợi. Nhưng khi tới giờ chiếu rồi, hai người vẫn chưa thôi câu chuyện tâm sự này. Và rồi đến khi lạc cả chủ đề vẫn còn lan man tiếp. Anh là đang thả thính tán tỉnh em đấy à? Có được không? Nhưng bữa nay là xem phim mà. Kết hợp luôn. Anh ngày càng mặt dày đấy. Vậy em đã đổ chưa? Còn lâu. Thế lại phải chờ à? Ừ, cứ ôm cây đợi thỏ đi. Người ta chăm chú xem phim, còn đôi của Tuấn Anh và Nhi cứ thì thầm to nhỏ, nhưng nụ cười lại lan tận tới mang tai. Tuấn Anh rất biết chớp thời cơ trên chiến trường kinh doanh, nên cũng không quên nhặt lấy cơ hội tốt ở đây. Bàn tay chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhi, nhẹ nhàng xoa xoa. Ăn cũng nhiều mà tay vẫn gầy là thế nào nhỉ? Ăn nhiều thì chủ yếu vào bụng chứ có vào tay đâu. Bây giờ bụng còn bé xíu vậy mà vài tháng nữa lại có một em bé đá bóng trong đó, hay thật đấy. Lúc đó em mà mệt thì em cứ bắt vạ anh. Được, anh nguyện làm bao cát cho em hành xác. Ghi âm hết rồi đấy nhá, cấm cãi. Thương mẹ Tôm lắm nên không sợ gì đâu. Đúng là thánh tán gái, vẻ ngoài lạnh nhạt vô can, thế mà bây giờ câu gì cũng nói không ngượng miệng. Nhi lắc đầu cười mỉm, nhưng ánh mắt lên màn hình chiếu hỏi anh. Anh hay tán tỉnh mấy cô gái như thế này lắm à? Chưa bao giờ luôn. Điêu vừa thôi. Nói thật 100%, em là cô gái duy nhất mà cũng là người hưởng thụ của anh đầu tiên đấy. Đùa chứ, không biết ngượng miệng à? Hai con tới nơi rồi, ngượng ngùng gì nữa. Các cụ nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình xong quả là rất chính xác. Đối với Tuấn Anh, cô cũng chịu không biết nhận định thế nào nữa. Một con người mà có đến 100,000 sắc thái. Lần đầu đi tiên quen biết nhau, sau cái đêm không may đó, Tuấn Anh đúng chất là một soái ca lạnh lùng, ít nói. Lần thứ hai vẫn vẻ trầm tính, kiệm lời. Lần thứ ba gặp lại, thừa lãnh đạm, thừa chín chắn. Lần thứ tư thì quá nghiêm túc và dứt khoát, thêm cả chút ác ma không cho cô có cơ hội thương lượng. Nhưng càng về sau, Tuấn Anh càng như một con người khác. Cho tới lúc này, anh vẫn khiến cô không biết đâu là con người thật của mình. Nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế? À không, em có nghĩ gì đâu. Hết phim rồi, em muốn ăn gì không? Em cũng thấy đói bụng, anh chở em đi ăn miếng ngan đi. Ừ. Nói là đi xem phim, nhưng nội dung chiếu gì cũng chẳng có đứa nào nêu ra được. Nghĩ lại Nhi thấy mình hấp tấp, mà Tuấn Anh cũng dở hơi. Tự nhiên dẫn nhau vào rạp chiếu phim để ngồi tâm sự. Làm gì mà ngồi cười tủm tỉm thế? Em cười cái sự dở hơi của hai đứa mình ấy. Sao lại bảo mình dở hơi? Tự nhiên mất tiền mà đến nói cũng phải dè chừng, thì không phải dở hơi thì được gọi là gì chứ? Đấy, anh còn cười nữa. Ừ nhỉ, nghĩ cũng đúng. Tự nhiên mua vé vào rạp chiếu phim tâm sự. Từ lần sau đừng có hâm dở thế nữa nhá, tốn kém. Ừ, lần sau ở nhà ôm nhau tâm sự cho lành. Này này, nghĩ đi đâu đấy? Ờ, thế không đúng à? Xin lỗi nhá, đời không như là mơ đâu. Nhìn biểu cảm đáng yêu của Nhi khiến Tuấn Anh không cảm thấy đói chút nào. Anh cứ chống đũa nhìn cô ăn rồi lại tủm tỉm. Rõ là trời về khuya mà sao lại có người bị cảm nắng thế này. Ơ, anh không ăn đi, để nguội rồi kìa. No rồi.
Mới ăn có hai miếng, no gì? Nhìn em no rồi. Càng ngày càng bạo dạn mồm miệng, Nhi thực sự không dám lên tiếng nữa mà im lặng ăn cho hết phần. Rồi tới khi về tới nhà, cô vẫn im hơi lặng tiếng. Tuấn Anh biết Nhi ngại nhưng anh vẫn không tha. Đợi cô lên giường nằm, anh lại bắt đầu trêu chọc tiếp. Mẹ hai con tới nơi rồi mà còn xấu hổ. Em buồn ngủ rồi. Lại đây anh bảo. Không, anh kể cái này hay lắm. Không muốn nghe. Liên quan tới người hại em lần trước ấy, có nghe không? Nghe tới vấn đề này thì Nhi ngồi hẳn dậy hỏi Tuấn Anh. Sao anh biết là ai làm? Em nhớ khi đó chúng ta còn chưa liên lạc lại cơ mà. Vô tình thôi. Anh nói rõ hơn đi. Cứ nằm xuống ghế, anh kể cho mà nghe. Em đang muốn biết. Không nghe lời mà nằm xuống, anh không kể đâu nhá. Bởi vì muốn biết sự thật nên Nhi cũng mau chóng nằm xuống ngay lập tức. Tuấn Anh cũng không bỏ qua cơ hội này mà kéo cô sát lại gần mình rồi mới bắt đầu kể. Hôm Chiến biết chúng ta quen nhau thì có kể lại cho anh nghe việc nhà hàng của em bị hại. Bên công an vẫn chưa điều tra được kẻ chủ mưu là ai nên vụ án vẫn để treo ở đó. Khi nghe Chiến kể lại, thật sự lúc ấy anh cũng chưa có nghi ai cả. Nhưng mà sau khi liên kết lại mọi việc thì anh đã nghi ngờ hai người đó. Cũng chính vì thế anh không tin người con gái đến với anh có thể yêu thương Tôm thật lòng. Là chị Trâm làm sao? Người lên kế hoạch là Ái Vân, nhưng mà người liên quan là Hạ Trâm. Vậy sao anh còn làm ăn với chị ta? Anh có lý do riêng, em đừng lo. Vậy việc của em đã rõ, thế anh có thể đưa bằng chứng cho em được không? Thực ra bằng chứng cụ thể không có, chỉ là anh nghe được cuộc đối thoại lại của chị em họ thôi. Thực sự không kịp ghi âm, nhưng anh hứa anh sẽ sớm lấy lại công bằng cho em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.